Hello, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ quay cho anh chị xem chiếc điện thoại Nokia huyền thoại một thời. Nokia 6250, siêu hiếm tại thời điểm này. Khẳng định 100% siêu hiếm nha anh chị. Và đặc biệt nó có cái lốc sạc nguyên bản, nó kèm theo còn hiếm nữa. Đó. Nhiều anh có cái máy là mừng rồi đúng không? Bây giờ nó là có lốc của nó kèm theo luôn. Đó. Thấy không? Bên trong có hai chân Nokia. Đó. Made in đầy đủ. Đây, bây giờ em thử cục sạc này. Cục sạc này nó như vậy. Thấy không? Nó như vậy đây, chọn như đây. Thấy không? Móc như đây, hạ xuống. Đó, để sạc sẵn đúng không? Còn cái máy. Cái máy này cái vỏ nó bằng cao su nha anh chị. Nó giống như ngày xưa Nokia nó sản xuất cho chống da đập á. Đó. Đó chống da đập á, còn biết chống nước có không? Nhưng mà em cảm giác là cái giống như những cái máy sau này á nó làm cao su nhiều á. Chống da đập, chống cho quân đội hay sao đó, vô vậy. Rồi. Nút nguồn nằm đây nè. Cái này hồng ngoại. Loa. Volume tăng giảm âm lượng. Đó. Máy rất là lạ. Nhìn nó y chang như cái gì ta, họ nhìn xa xa giống nè, mà cái gì anh em tự hiểu nha, em không biết nói đâu. Rồi ok, đó giờ cái nắp mình mở khóa qua, đó mở ra nắp lưng, cục pin nó cũng lạ như máy khác nha anh chị. Pin này bây giờ anh chị không có lo, nếu mà anh bị chị mà xài mà thời gian nó hư á mà đi độ pin được nha, không cần phải đi mua pin giống vậy đâu, độ pin được. Đó đây email bên trong. Code email Nokia 6250 đó. Thì anh hướng dẫn cách gắn sim đó. Rồi cách gắn sim như sau, cái này bóp vô, bóp vô bấu lại mở ra, không? Mở ra rồi bỏ sim vô đó, bỏ sim vô mình gắn vô lại, bấu lại tiếp đó, thấy không? Rồi pin nè, kiểu cục pin chắc chỉ dành cho nó thôi, sử dụng mát chung, móc vô trước bập vô, khi bập vô anh chị bẻ qua lại bập xong, thấy không? Mở nguồn ở đây, rồi mấy con này đời ngày xưa nó mở nguồn hơi chậm nha anh chị, chứ không có lẹ, nó hơi lâu một chút. Đó, nó mở nguồn lên, bắt tay một cái. Rồi, hồi nãy em ghim cục sạc lại đây rồi phải không? Bây giờ em thử có nó nhận sạc không nha, để vô. Kích. Đó, báo sạc, thấy chưa? Chuẩn luôn, thấy không? Rồi, để lại. Con này á, kiểm tra đời máy, năm sinh chú Vinh, 6 tháng 12 năm 2000, thì thời điểm này đã 20 năm rồi. 20 năm cho một con máy mà ngoại hình cứng cáp cả vậy là siêu hiếm nha anh chị. Em khẳng định là siêu hiếm. Khó kiếm luôn. Đó. Con này cái gung chuông đầy đủ nha. Đó, gung. Em đã bật gung sẵn rồi. Volume 5. Giờ vô thử chuông. Đó, gung rất là mạnh nha anh chị. Thử cái gung khác nè. Đó, gung muốn gớt. Đó. Đó, chị nghe gung đúng không? Đó. Máy nghe gọi ok, chuẩn. Sóng gió bao la. Đó, thấy không? Giờ em bỏ vô đây thử. Sau đấy một cái máy khác em gọi qua. Rồi thử coi. Đây. Đây là cái sim GY của em nha. 0994848484. Đó. Gung rất mạnh. Chuẩn luôn.
Con này anh nào mà có điều kiện mua về chưng, sưu tầm, xài, bao ngầu, không đụng hàng, khẳng định 100%. Chức năng đó thì bên trong nó có gồm có những năng cũng như đơn giản máy khác, có game, có lịch và có những cái chức năng của dành cho máy nó ngày xưa nữa. Nè, đấy cái này nè. Đó. Mấy cái chức năng rất lạ. Không ngoài bình thường đó, đơn giản thôi. Đúng không? Anh chị nào đam mê thì cứ alo sớm. Và anh chị lưu ý là hàng hiếm thì nó không có rẻ. Đó, chỉ nói sơ thì thôi. Anh nào thật sự thích nó thì cứ alo cho em. Còn không thì cứ coi chơi nha, để biết cái dòng máy này thôi. Tại thật sự là hồi xưa đến giờ lần đầu tiên em quay chiếc máy luôn, nó không đụng hàng. Rồi, kịch. Cảm ơn chị Clip nha, chúc anh chị vui vẻ. Sạc pin. Đó, bây giờ để sạc pin luôn. Sạc xong mình chờ đại gia, chờ những anh nào mà đam mê mua.